Bố mẹ tổ chức tiệc sinh nhật công chúa xa xỉ giá hàng tỷ đồng cho con gái nhỏ. Bé gái đã diện bộ váy công chúa hơn 350 triệu đồng trong không gian tiệc trang trí như lâu đài cổ tích. Cách đây không lâu, một đoạn video quay lại bữa tiệc sinh nhật của một bé gái đã lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc và gây ra nhiều tranh luận. Nhân vật chính của bữa tiệc là một đứa trẻ mới 10 tuổi nhưng đã khiến người lớn cũng phải lóa mắt vì em có một tiệc sinh nhật quá xa hoa, hoành tráng, đẹp như cổ tích. Không gian của bữa tiệc theo chủ đề lâu đài cổ tích trong mơ. Bé gái diện váy công chúa xinh đẹp, uyển chuyển bước vào hội trường trong tràng pháo tay của mọi người, đội vương miện trên đầu. Theo chia sẻ, chi phí để tổ chức được bữa tiệc linh đình này ước tính lên tới cả tỷ đồng. Được biết, chỉ tính riêng chiếc váy của cô bé diện đã trị giá hơn 100.000 nhân dân tệ, hơn 350 triệu đồng. Netizen đã chia hai phe tranh cãi trước video viva này. Có người cho rằng đây chính là chuyện bình thường của giới siêu giàu. Cha mẹ của bé gái có thể không hề có ý khoe khoang, mà họ chỉ cố gắng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt theo ý con vì mọi bé gái đều có ước mơ làm công chúa như vậy. Đó là chưa kể đến việc cha mẹ luôn muốn dành những gì tốt nhất cho con cái với một gia đình có điều kiện. Chuyện đứa trẻ được hưởng những đặc quyền không phải ai cũng có là điều không quá khó hiểu và không có gì đáng lên án. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng tổ chức tiệc hoành tráng đến vậy cho trẻ nhỏ là không nên vì sẽ tạo cho trẻ sở thích sống xa hoa, trọng vật chất. Ở độ tuổi như bé gái, một bữa tiệc có đầy đủ bạn bè trong không gian ấm cúng là đủ. Việc cho trẻ ăn diện đồ đắt tiền từ nhỏ cũng bị lên án vì không cần thiết và lãng phí. Cha mẹ quá nuông chiều con cái có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển cũng như nhận thức đúng đắn của đứa trẻ. Nguồn: Sohu.